Không được chạy. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Đại sư cứu bạn. Không được chạy. Chạy sao? Có chuyện gì? Đại sư cứu bạn. Đại sư, hắn là cướp đó. Đào ở trên tay hắn. Người bị trói là tới đây. Chúng tôi khống chế người trước. Hắn mới là cướp đó. Hắn là cướp. Nhưng đang trong tay người mà. Đào này là của hắn đó. Phật môn không có binh hay giặc gì cả. Bình sinh và hậu bất động, chư vị không phải động mà. Khán lại, tất cả đều ơ lắm. Tôi đi nấu điểm chứ, chứ vẫn tại sao đó. Chứ bà đâu thiên hậu dùng đó. Chứ dùng một chút, hậu mơ. Xin 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 xin. Hey. Làm sao ngươi biết được ta muốn cướp đồ của ngươi thế? Tướng gia tâm sinh. Ngươi có tướng của một tên cướp. Ta thấy ngươi cũng không phải tốt gì. Nếu không làm sao ngươi biết ta có ý kiến này chứ? Công tử nhà tôi rất là thông minh đó. Công tử nhà tôi chỉ hảo cầu danh thôi. Cho dù có thể làm quan thật, cũng chỉ là một tham quan thôi. Người chủ thế nào thì sẽ có nô tài thế ấy. Cái tên này. Hắn nói ngươi giống ta là đặt khen ngươi. Mặc kệ hắn đi. Ngươi đó. Xin phù hộ cho công tử đạt được một công danh tốt. Cái này là của công tử. Xin phù hộ cho tôi sau này không cần lo đến cái ăn cái mặc nữa. Cái này là của tôi. Công tử à, người xem này, trên bức tranh này có rất nhiều cô nương rất xinh đẹp đó. Đều là tiên nữ trên trời đấy. Có gì ghê gớm chứ? Chẳng phải chỉ là một phụ nữ thôi sao? Đại trình phu không cần lo không có vợ. Ta đã nói với người thế nào? Cậu con nào vậy? Nam tử Hán. Nam tử Hán. Tu thân tề gia. Gia trí quốc trị. Trị quốc. Bình thiên hạ. Thiên hạ bình. Người đã tu thân được chưa? Tôi muốn tu thân nhưng không tu được. Vậy mà còn nghĩ tới phụ nữ nữa sao? Còn tề gia thì sao? Sao ngươi lại ăn chứ? Các bạn đang xem phim tại website www.phaphimvietnam.vn.
没事吧? Cô không sao chứ? Tôi sợ tối. Sợ tối sao? Sợ tối à? Sợ tối chứ tỏ ra cô không phải là ma. Đây là nơi nào vậy? Không biết nữa. Mà đã có ánh sáng, chúng ta sang đó đi. Cô đi trước đi, tôi soi sáng cho cô. Cười sao vậy? Có gì? Hay là gì? Ta đi phía trước. Cô sẽ theo sau ta. Cô nắm lấy tay áo của ta, như vậy sẽ an toàn hơn. Được không? Nào. Đi theo ta. Nhanh lên, đi đi. Nào, lui xuống, đi đâu vậy? Nhanh, nhanh lên nào. Các cô đang chơi gì vậy? Thủy Trúc, có thấy Mai Hoa ở đâu không? Mai Hoa à, mùi ấy không đi với Cát Tỷ sao? Không. Tại sao ở đây có nhiều phụ nữ đến thế? Họ đang làm gì vậy? Đừng nói gì cả. Đi dọc hành lang này nhé. Hướng tây gì chứ? Có một ngôi làng, quên đến đó trước đi. Cô đừng sẽ đến sao chứ? Mùi sẽ đến. Đi nhanh đi. Tên cô nương là gì? Mùi tên là Mai Hoa. Mai Hoa, đi nhanh đi. Chào, đi nhanh đi. Tuyết Lan, có hả? Hải Thảo, Hải Triều, có. Yến Mai, Hạ Ngọc. Yến Mai, Hạ Ngọc, có hả? Tinh Xiang, Thủy Trúc, có hả? Thủy Xiên, Thủy Thiên, có. Dạ Chí, Hương Nguyệt, có. Thủy Trú, Cẩm Liên, có hả? Mù Đan, Mai Hoa, Tinh Xiang, đợi đã. Mai Hoa, có hả? Mùi đã đi đâu vậy? Mùi đến trễ, cứ phạt đi. Ta không nói phạt mùi. Mùi đã đi đâu? Mùi không bao giờ nói dối cả. Trả lời ta đi. Đàn ông, tại sao có đàn ông ở đây? Không biết nữa, làm sao hắn đến đây được chứ? Xin lỗi cho tại hạ. Tại hạ xin tự giới thiệu. Tại hạ là Ninh Cá. Cô tới. Ở yên trong đó đi. Hôm nay nhìn cô tươi tắn quá. Vậy sao? Hôm nay ta đẹp thật sao? Hôm nay ta đẹp thật sao? Vâng, thưa cô. Sảo sảo, nói cho ta biết hôm nay ta như thế nào? Nét mặt sáng và rất thanh tao à? Màu mắt của cô mỗi ngày một sáng hơn.
Có mùi gì đó rất lạ. Giống như mùi của đàn ông. Các người có thấy tên đàn ông nào không? Người có thấy không? Ra đi. Quá sao? Chúng ta làm sao đi? Thủy Tiên, ta theo cô đấy đi đi. Đi đâu vậy? Cô dẫn ta đi đâu? Bỏ ta xuống. Đi mau đi. Mau đi. Ở yên đó đợi bọn ta. Con đang đi đâu vậy? Đây là đâu? Chỉ có một tầng thôi đúng không? Ta chỉ đến để gặp một người bạn. Mà đừng căng thẳng như thế chứ. Ta căng thẳng ư? Một yêu quái chị ư? Mà có bạn ở chốn thần tiên này sao? Bọn ta yêu nhau. Yêu nhau ư? Đây giống như chỗ người có thể yêu sao? Người đã mạo hiểm tính mạng để gặp cô ấy đấy. Chúng tôi yêu nhau và không ngăn cản được đâu. Ai là người ngươi đang yêu chứ?
Ai là người yêu ngươi? Tình yêu không có nghĩa đối với một người chết. Bây giờ trái tim kẻ nào đã đau chứ? Yêu một kẻ đàn ông chỉ là một trò chơi mà thôi. Từ đó không có gì to lớn, nhưng nó lại có hại đối với đàn bà. Chính vì thế ta không muốn các người yêu người nào cả. Ta sẽ làm sạch mọi thứ, ta là người cai trị nơi này. Hôm nay ta sẽ không dạy các ngươi bài học nào cả. Ta không có tâm trạng. Quần ấy đâu rồi? Là nơi đây mà. Quần ấy đâu rồi? Tụi bà quần ấy đến đây đúng không? Đó là quần ấy phải ở đây chứ. Tên ấy là người đàn ông của muội sao? Đúng không? Người đàn ông nào ạ? Người nói chuyện với muội. Muội biết ta đang nói về tên yêu quái đá mà. Để đi nói với cô đi. Gã đàn ông ấy đâu? Hắn ta đâu rồi? Hắn ta đâu? Nói cho các thầy biết hắn đâu rồi. Hắn ở đây nhưng biến mất rồi. Không phải là yêu quái chứ? Không phải đâu. Hắn dùng về lắm. Hắn ta đâu rồi? Tiếc thật. Hắn đẹp trai quá. Tại sao muội lại thất vọng thế? Hắn có lẽ không thích muội đâu. Thì không phải. Làm sao thì biết họ nghĩ gì? Có lẽ họ thích người vui vẻ và hứa quà giống muội thì sao? Muội nói nhiều quá rồi đấy. Đúng vậy. Muội lại nghĩ rằng đàn ông thì thích những người trầm tính hơn và biết nghe lời giống muội đây. Đàn ông chỉ tìm vợ. Ngoài ra không có gì khác nữa đâu. Các thị không biết đâu. Ta sẽ không mong đợi gì ở họ cả. Nếu thị gặp một ai đó, thị sẽ nhanh chóng làm hắn cục cả gì vậy. Mùi tích cực quá đấy. Nếu ta là đàn ông, thôi đi. Để mùi nói. Nếu mùi là đàn ông, các thị không có cơ hội đâu. Mùi sẽ bị đố gục gì. Thị trốt tỉ tỉ. Tại sao vậy? Nói cho tôi biết tại sao đi. Tôi muốn biết. Thị trốt tỉ tỉ đáng yêu và trầm tính. Thị ấy chăm lo mọi thứ. Nhưng thị ấy đặc biệt là không quá tích cực. Thị ấy là người vợ tốt nhất trên thế giới này. Ai nói vậy? Cô. Thật sao? Tất nhiên rồi. Nhưng hình như tôi đấy tới đây vì hạ ngầu. Không phải vậy đâu. Sao mùi biết? Cô ta lơ đãng, ai thích cô ta chứ? Hắn ta chắc chắn là thích tỷ rồi. Nếu có một người đàn ông thật sự, muội sẽ làm gì nhỉ? Nếu tỷ không yêu người đàn ông đó, người rất muốn thành thân với tỷ, thì đau lòng lắm. Các tỷ nghĩ nhiều rồi đấy. Cũng tốt nếu có chồng và có gia đình. Các tỷ sẽ được thực hiện trách nhiệm làm vợ của mình. Các tỷ sẽ hạnh phúc nếu không có tình yêu chứ. Nghĩ về tình yêu. Ngươi làm gì ở đây? Cô mang đàn ông về đây sao? Ngươi thấy hắn à? Ta thấy tất cả mọi chuyện xảy ra.
Trả lời ta đi, cô mang đàn ông vào đây sao? Người đang thẩm tra ta sao? Ta chỉ hỏi cô bằng cách bạn bè thôi. Không có. Vậy thì tốt. Cô sẽ không sao nếu không mang đàn ông vào đây. Cứ tự nhiên. Ngươi không khinh thường ta chứ? Sao ngươi cứ trốn mãi ở đây vậy? Ngươi muốn có bạn sao? Nhưng ngươi sợ điều đó. Ngươi ra đi. Ra với họ đi. Sao vậy? Họ không coi ngươi là bạn sao? Ngươi luôn giữ vẻ mặt nghiêm trọng đó. Và phạm tội với họ mọi lúc sao? Ngươi sợ những người sẽ kết bạn với ngươi sao? Ngươi ghen tị khi họ có tình yêu. Họ sợ mang người đàn ông của họ đến. Nhưng ngươi có sợ không? Cô khen ngợi ngươi, nhưng điều đó thì có ai thích không? Ngươi có vui không? Không ai trong số họ thích ngươi cả. Thậm chí ta cũng không thích ngươi. Ngươi ở đó nãy giờ sao? Ta nói chuyện với ngươi đấy. Ngươi ở đây nãy giờ sao? Đúng vậy, cô nương. Ta ở đây nãy giờ. Tình khốn. Cô nương, ta là đàn ông và ta có học thức. Ta chưa bao giờ dịch cô cả. Ta ở đây đợi mọi người và ta không biết sao ta lại vào phòng này nữa. Đây là phòng của ta, ta không biết đây là phòng của cô nương. Cô đã thấy hết rồi sao? Nghe thấy hết rồi sao? Không đâu. Đúng vậy đấy. Tôi đã nhìn nhưng không thấy gì cả đâu. Nhưng tôi nghe rất rõ tất cả. Nhưng cô nương ạ, ta hỏi cô đương một điều nhé. Làm sao có một người như cô lại không có bạn chứ? Được rồi. Ta xin lỗi, cô đừng bỏ qua sự mạo muội của ta chứ. Cô có thể trừng phạt ta nếu muốn. Hãy quên đi. Cô đương, cô là người biết lý lẽ. Tại hạ là Trinh Cát. Tại hạ có thể làm bạn với cô đương được không? Sảo sao? May quá. Tên của cô đương đều là tên của những loài hoa. Người đến đây vì ba hoa à? Đúng vậy, tôi đang đợi cô đương ấy ở đây. Phòng của Mai Hoa trên phòng ta đấy. Được rồi, thì ra là vậy. Tại hạ xin lỗi, cáo từ nhé. Đợi đã. Hứa với ta, người sẽ không nói với ai những gì hôm nay người đã nghe thấy. Được mà, chúng ta là bạn mà.
Chào Sảo Sảo tỷ tỷ. Đừng sợ, cứ đi tiếp đi. Nhìn cô ta kìa, nhìn tóc cô ta đi. Ta không biết là trong số chúng ta cũng có một cô gái xấu xí như thế này đấy. Đi đâu? Các bạn đang xem phim tại website tvbphaphimvietnam.vn. Nhanh lên đi. Quỳnh đã ở đâu vậy? Tao nguy hiểm lắm biết không? Cũng là hỏi. Ta cũng cảm thấy vậy đi. Ừ, tôi đi trước. Nhưng mà ta cần nói lời tạm biệt với mọi người. Tôi đi trước, càng nguy hiểm, tôi cùng các bạn tạm biệt. Lại, cáo từ. Không được. Không. Đi cảm nhận. Quỳnh không thể nào đi như thế được. Hả? Nếu cho mình thấy hả? Quỳnh đi tại cửa sổ. Để cách gì mũi chứ. Quỳnh sẽ dẫn cô ấy đi. Được rồi. Đây là mấy địa phương à? Bây giờ cô đường. Quỳnh đi đi. Đi đi. Đi. Quỳ. Đi ở thùng mới phản. Đây không phải là thế giới của con người. Hổng lắm. Thần tiên sao? Này vậy cô đường đối với thế giới loài người như thế nào? Tôi không biết. Tôi nhìn vào bức tranh. Họa? Bức tranh sao? Tôi cũng thấy cái họa. Ta cũng nhìn vào bức tranh. Bạn thấy cái gì họa? Muội nhìn vào bức tranh nào vậy? Chờ đã, chờ đã. Ngồi xuống đi. Qua đây. Đi với muội. Hắn. Đi nào. Đi thôi. Chờ. Cúi xuống đi. Nó thấy cả. Cô đang nhìn vào bức tranh thì có được không ạ? Ngộ thì có của tôi. Không thông. Ý muội nói với ta đây là trời sao? Đi rồi thiên thần. Muội là người trời ư? Xin hãy là. Nghe thấy con, muội nghe kể, mình có thành phố, có tài sản xíu chân, có đường đi, có hẻm hóc, có làm nhân, có đàn ông và đàn bà nữa nhá. Nghe thấy có xây cái nhà mình, tiếp người thế giới của huynh không? Phải tề, sinh nhật gì, ăn gì, và thích những gì, trung nhật thì mẹ cả. Nhờ mua nhà, họ có bị sắp đặt hôn nhân không? Muốn an bài họ để cái phân nhân cả. Họ tề, họ có sợ nói về? Không không. Cấm cấm có tình yêu. Họ có sao nói về tình yêu không? Tất nhiên là có rồi. Ngọt sao? Muội gì có thể hiểu được nhiều hơn? Họ chỉ phải cái mộng cảm. Muội cảm thấy giống như đang mơ vậy. Muội xin chỉ phải mộng. Ta mới là người đang mơ đi. Tao mà. Mày phát mộng à? Rồi hoài tiên nữ, cấm chui rúc sợi rúc cơ. Mẹ hả? Điều như vậy sao? Trang Chỉ Hoàn. Tự nói. Bất chi châu chi mộng. Vậy ta không biết sao khi một người đàn ông mơ thì như một con bướm vậy. Hay bây giờ ta là cánh bướm? Nếu có lần sẽ phát mộng. Có lẽ những người mùi đang mơ đấy. Nhìn đi. Quỳnh nhé tay mùi. Đừng phòng sổ. Mùi thả ra. Đừng phòng sổ. Đừng phòng sổ. Không phòng à. Ta không thả. Mùi cố thả ra đi. Thả ra đi. Không. Thả ra đi. Không. Đừng phòng sổ. Thủy Tiên, tiếng dậy lúc nào vậy? Sao không gọi mũi? Họ biết không suy lợi được sao? Ta sẽ làm phiền mũi. Điểm chứ lợi tới đâu cho cảm mê hồ. Ê, chơi bình. Điểm à? Chơi bình đâu cho tôi bình à? Bình. Vẫn tinh anh sẽ bóng sầu. Hả? Cũng... Mình muốn nhận chơi bình xí xí nè. À?
你幫我啊，做咩啊？發生咩事啊？要大鬧一場。點解？唔好問啦，你都幫下我啦，啊？有事啊？邊個？ 集中，又幾夜啦，仲唔好夜啲？諗住你要翻去嘅地方。咩？夜啫，快啲啦，冇時間啦。咁大概冇乜時間都。你快啲啦，你會冇命㗎。你如果唔會實質啲。 跟你走，你会唔会同我一齐搞第二回啫？冇得，闭啩！公子，公子，公子啊！ 公子啊，你都系食啲啦。呢幅系地狱。俾陈大侠嗰件嘢公子。废啦，就系佢。佢哋就只系嗰诶。门呢？女儿。吓门呢？女儿到咗。咩门啊？门呢？女儿到咗。门呢？大师，大师到门呢？女儿到咗。 要点样？楼下地下嗰啲归嚟呢度。先至可以翻返去嗰个地方。咩地方？去到哪儿啫？一个只有孤狼嘅道场。咁我父女中点？哇！咁啊，真系天堂。梗系喺总藤店。你系咪饿啊？公子，大佬谂住你，硬啲热啊！夹一袋喺梁公子度，第时大侠咁耐。我喺嗰个地方。大侠都夹住个鬼嘢俾我。下次要几孤狼？佢哋出事，我哋要翻去噶。大侠，飞归嚟咯。翻边啊？归嚟到啫，大师。施主，你可唔可以掉烂咗？大师成全。 你要翻边？大师，请求拜愿，一等救个陛下，顶夜啲。起身，起身啦！合埋啲双眼。nhắm mắt lại，tập trung vào。集中精神。阿弟，大师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 
cả. Con gì? Con tử. Tôi cũng thấy nó mà. Tất nhiên rồi. Công tử. Công tử. Công tử. Công tử à. Đây là phụ nữ đâu chứ? Ê, bà này bị đó. Lỗi đèn. Đây không phải tì gió. Đây là nơi quỷ quái nào vậy? Bố kêu mang lùng thò. Bố đi ra chợ quấn lưu dân á.
Người thật sự biết điều này chứ? Tất nhiên là ngon rồi. Có lẽ đó. Nó có độc đấy. Cô thông ngộ. Hãy đợi đó. Đừng gắn nhiều. Không sao đâu. Cô hãy cho lý đồ. Cô xuống đi. Bạn có để được chiếc mai đầy dưới. Rất vui. Phu dân, hãy uống ly rượu ta dân. Mình không sợ là bị độc sợ có độc sao? Hữu rượu à? Rượu ngon. Hữu rượu là điểm hơi yết cận thể hữu một mình vậy chứ? Lê. Cạn. Hà mẹ chú công chúa. Đúng không, đi đại nhân. Ta mời ngươi. Ồ. Cạn. Lê. Cạn. Con. Cô lượng. Phu nhân, phu nhân, cô trốn tất cả đàn ông đúng không? Tôi sâu mài à. Biến cậu hòa lên. Ai nói người không thể uống nhiều? Hắn không thể ư? Tắt. Tốt lắm, tiếp đi. Con, ngồi ở đây. Ngồi ở đây. Cô cô lại chơi. Cô người say rồi. Quấn ngộ. Người này đến lo lắng cho ta sao? Cô nói cái gì này là? Đây là người luôn lo lắng cho ta. Cô cô đi nào. Nè, giờ chỉ cần ngon phải ở cái hạt phòng họ đi. Không phải lấy cái. Họ phải ở ngoài đó đi. Cô phòng cô cô từ từ ngon thả. Công tử, lối này đi. Nơi đây phiên phòng là gian phòng này. Đây là phòng ngủ. Nơi đây suy còn đây là bàn của công tử. Nản đất cái hữu địa phương. Đẹp quá. Trời cũng có hữu suy. Ở đây có nhiều sách hay. Chị ở đây tại hạ không thể ngủ được rồi. Công chỉ sợ là công tử đã không uống rượu đúng không? Không muốn uống rượu. Tôi không uống rượu. Tôi uống cái suy. Tôi chỉ uống nước thôi. Tôi đã lừa cô đấy. Công chỉ sợ sinh ác nhân. Công tử thích lừa mọi người sao? Hả? Thấy đã chưa? Công tử nên cẩn thận hơn. Tôi sẽ để công tử nghỉ chơi. Uầy, chơi à? Nào, sảo sảo cô đương. Cô lại. Ê, máu thay qua sao rồi? Khởi hổ mà. Cô mời hai người chúng ta vào ngày mai. Đâu chả cái gì rồi. Này, có con chuyện người đẹp trai ấy lại đến. Còn có ta, còn có một cả đàn ông hơn nữa. Giờ sao còn làm? Có đến ba người đàn ông, làm sao buổi chọn đi? Mụi đừng lo điều đó. Trước khi họ quan tâm đến thi sinh thì tốt nhất, với đàn ông thì cũng tốt. Không tệ đâu. Lấy đây thấy. Xe bà sẽ đổ cục như quần đi này đây. Nhi kiến thấy trong chó thì cái hoàng mùi lắm. Nhi đồ hẹn nữ của nữ giới. Nhi kiến hổ lời mỗi nàm đến đây. Đây là mùa xuân. Chúng tôi thử thai nhờ uống nước của mùa xuân.
bất quá chỉ có ý tuy nhiên chúng tôi chỉ sinh con gái mà thôi. Chỉ nếu các bạn nguyện ý ở trong khu rừng này, ta sẽ cho các ngài điều các ngài muốn. Ta sẽ đảm bảo rằng các ngài sẽ có được nhiều hơn các ngài mong đợi. Phu nhân ở đây là chốn thần tiên sao? Vậy ngài sẽ rời khỏi đây ư? Nhưng công tử chúng tôi còn có một kỷ yếu tiên nữa. Chúng tôi sẽ không ở lại đâu đâu. Đúng không ạ? Các ngài làm gì chúng tôi muốn đi? Ta sẽ ở lại đây. Ta có thể gặp họ đúng không? Ta muốn cô. Người không thể. Tại sao không? Chỉ là người không thể thôi. Thật ra người không thể gặp cô ấy. Sảo Sảo là người cai quản nơi này. Nếu cô ấy thành thân, làm sao ta có thể cai quản nơi này được? Người có thể chọn người khác, được chứ? Nhưng người có được mắt tương tự đấy. Lại đi. Chọn một người trong số họ đi. Phụ nữ cúi mặt xuống luôn là phụ nữ đẹp nhất. Tại hạ cần quay lại lấy sách. Tại hạ xin thất lễ. Duy công chỉ chỉnh biệt. Không sao. Đa tạ. Mai đại ca. Mai đại ca vui vẻ nhé. Đi đâu? Ninh công tử, tại sao công tử đi vậy? Ta có làm việc công tử không? Các cô vui chơi cũng được. Công tử, nếu bạn không cần gì nữa, chúng tôi sẽ để ngài nghỉ ngơi. Thôi hả? Các cô cũng nghỉ đi. Công tử, hổ về rồi. Công tử cũng đã trễ rồi, đi nghỉ đi ạ. Đi nào, đi ngủ à? Ê, công tử, công tử đi đâu vậy? Công chi về bên à? Ta không học từ Phan Zen.
và Phan Ly. Xi Tử Biển Châu, Thiên Cổ Phong Hào. Họ không giúp chúng ta được, nên ta từ bản thân mình trị quốc. Vạn lý công minh,莫放忧。君王三百州，燕雀喜之鸿鸿。道人功业lớn，貂蝉远出兜鸣。却笑楼梯远斗达。Đây không phải là nơi mà ta nên phí cuộc đời mình. Đâu, si sầu phẫu, sầu quân sương nhục ngâu。就喺呢度啦，chính là nơi này。公子，咁你đang rình gì vậy？我哋咁样冒险到底值唔值得噶？系唔系因为咧个姑娘生得好靓啊？好靓，rất đẹp。Tự nhiên đoán là vậy mà. Người nói gì vậy? Tại đến đây không phải vì sắc đẹp của cô ấy mà là vì trách nhiệm. Hả? Nhân đi vì cô ấy gặp rắc rối gì ta? Đại trượng phu, điểm có ta nên có trách nhiệm với cô ấy. Người đi, lại đi. Công tử, ở đây không có ai cả. Hả? Ở đây à? Đi thôi. Mẹ nhận. Các ngươi là ai? Lý Tùng chẳng nhầm hỏi. Không ai được phép vào đây. Đừng dọa họ. Cô đây cô cô là gì? Cô cô cô. Lý Công tử. Nơi đây là ngọn mạn pha lâm cái đây đâu. Không phong miệng ngoại nhân đâu. Hãy đi đi. Nơi đây là ngoại chỉnh hồi lắm. Ngoại lì quẩn. Tôi đang tìm. Người công tử tìm không có ở đây. Chính rồi là. Đi đi. Chào lại, chào lại, chào. Này cô gái, tôi không muốn. Ta không muốn một phụ nữ giống cô ta. Tại sao ta lại chọn cô ta gì? Cô ta chỉ biết khóc. Thành phân xin đẻ. Một ngày nào đó, ngươi sẽ thành công. Làm nhân có thể cảm ơn đối đó là cách một người đàn ông chỉ trích. Làm nhân có thể cảm ơn đối với phụ nữ của hắn ta như thế. Ngươi muốn yêu cho cô. Ngươi có thể bỏ cô ta bất cứ lúc nào. Ngươi còn có thể. Ngươi có thể bỏ đi lúc nào cũng được. Tôi không nói tôi muốn rời khỏi. Tôi còn nói ta muốn đi. Tôi muốn lại chọn một người. Ta có thể chọn cô khác được không? Được không? Cẳng hề được. Tất nhiên là được rồi. Cử chay à cầu sục. Ta định cưới một phụ nữ. Tôi chầm nhật chân. Ta thật sự không biết hôm qua chuyện gì đã xảy ra với ta. Lễ thánh nhà chung nguyện đại cơ lắm. Ngày sẽ đến với nhiều ý kiến nữa chứ. Chị công chỉ lê lại cùng tôi đi tàu. Lại đến đây tạm biệt chúng ta sao? Lại đây yêu sáng kiến cụ hảo mẫu trời công mình. Không đi thi. Tôi bắt biển đo lầu. Thế nhà cháu xong lại được sáng hồ. Ngày mai ta sẽ gặp ngươi. Ta. Ngô ta. Ta không muốn đi. Ha, tôi cũng muốn cưới một nàng tử. Ta có thể chọn một cô dâu chứ. Chị công chỉ. Người không muốn đi nữa sao? Lại 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 không muốn Xuân Nghị bên cạnh. Người thích ai? Cái cô ấy. Nè nha. Đâm đâm. Không đâm. Cô không. Tôi không chơi à. Cô không muốn. Chú công chỉ yêu chửi lì quầy không được nói không. Nhi cái cơ hội là mấy đứa cô gái muốn được như ngươi chứ. Nè không yêu à? Lời ăn trong ngày hậu sự xong đã được lại những điều họ muốn. Tôi cũng muốn thành thân. Tôi cũng muốn thành thân. Nè tôi muốn thành thân. Tất nhiên rồi. Dù thế. Hôm nay tôi đi đâu chân là hậu nhiệt lão. Nè trong yêu biên cô. Người thích ai? Ê, 愿不愿意娶我?
Cô nương sẽ thành thân với ta chứ? Cô nương đồng ý cưới ta chứ? Có nhiều người, tại sao chàng lại chọn ta? Có nhiều cô gái mà. Bởi vì nó không có mẫu miệng mà. Thương hại ta sao? Không, ta không có ý đó đâu. Nó đâu không biết ta thật sự không biết ta sai lầm gì. Đầu tiên vậy có mấy tội ngộ. Mà vậy không hổng cái gì. Suốt đời mùi là do người khác sắp đặt và luôn gánh chịu điều tồi tệ. Mà nghe sợ hiểu quả như đời mùi là thế. Mà mẹ. Không. Để hầm. Mùi đang khóc. Ây à, lê thay này. Quỳnh công tử, cô ấy điểm đều nhập kinh phụ khảo, cô ấy ở đây thì không lâu thời gian. Nếu cô ấy ở đây thì thật sự không vui, cô ấy có thể cùng tôi đi. Cô ấy đi với chúng ta, đến thành đô đi. Cô ấy nói, cô ấy có sinh được đẹp như vậy, nếu như hoa nở, cô ấy sẽ thường xuyên có hàng trăm hàng ngàn người đàn ông muốn đối xử với cô, muốn thương yêu cô. Tôi cam đoan, tôi cam đoan giúp cô. Nhưng tôi sẽ không thể tìm được một người đàn ông tốt như cô. Tôi cam đoan, tôi cam đoan giúp cô. Nhưng tôi sẽ không thể tìm được một người đàn ông tốt như cô. Tôi 我唔会同你同床。我唔会好中意自己。我瞓地下，我瞓地下，我就瞓喺地下。你睇，你睇，xem đi。啊！你做咩系都要拣我啊？我一个人好地地，自由自在，我都冇谂过要相夫教子啊！唔系啊，你听我解释啦。你唔听啊？有咁多姑娘你拣，系要拣我做咩啊？我为咗牡丹噶，你同牡丹嘅事，我唔会讲出去噶。我求我哋女主都立恩。你听我讲，好啦，我唔系真系想娶你啊！系嘅，大奶，但我唔娶你，我就唔可以留低。我唔得嚟。我真系想知道牡丹发生咗咩事。但冇知件事就死啦，依冇得。你可唔可以同我做场戏啊？我立恩解药，一大做戏啊，解药收，做戏就可以啊。点样？诶，咁你哋呢度，我哋个陷阱有冇类似监狱咁嘅地方啊？冇啊。唉，系咁。你哋冇 A B 呀？系咁收埋咗佢喺边？卓玉，卓玉知唔知？佢又点会话你听啊？你小心啲，佢好人啊。诶，你娶我真系只系为咗牡丹收？唉，我真系为咗搞牡丹。老特嚟义母丁，咁就好啦。Tốt rồi. Ê, mua nhập à? Đừng uống. Chụp à? Gì thế? Nị, mua số đầu độc ra sao? Mua gì? Không hẳn, chỉ khiến mình mua số 3 ngày 3 đêm thôi. Nị. Lại thấy hả? À, ở đâu à? Trời Châu, Kỳ Trúc, sao mùi lại ở đây? Tinh Hương Chị nói họ một chút nữa sẽ qua đây. Tinh Hương Chị nói họ một chút nữa sẽ qua đây. Tinh Hương Chị nói họ một chút nữa sẽ qua đây. Tinh Hương Chị nói họ một chút nữa sẽ qua đây. Tinh Hương Chị nói họ một chút nữa sẽ qua đây. Tinh Hương Chị nói họ một chút nữa sẽ qua đây. Tinh Hương Chị nói họ một chút nữa sẽ qua đây. Tinh Hương Chị nói họ một chút nữa sẽ qua đây. Tinh Hương Chị nói họ một chút nữa sẽ qua Sang Tướng công, hôm nay có cho mùi đi uống trà, quên đi cùng không? Tôi không lại rồi. Được rồi, bạn giúp tôi gọi Hầu Hạ được không? Không, mời bảo Hầu Hạ xem có đi cùng không? Hầu Hạ. Sang chào Tướng công, ta bảo người đến. Tướng công, nhà gia công tử. Công tử của người. Vậy tôi phải gọi cô là phu nhân rồi. Gọi ta là phu nhân. Chào một cái. À, phu nhân. Phu nhân.
我出去一下。 Ta đi ra ngoài một chút. 相公, tướng công. À, công tử, chuyện gì thế? Sao người nấp trong phòng? Người không cần hầu ta nữa sao? Lương tử của tôi không vui. Mùi ấy không muốn ra ngoài. Tôi đang cố thuyết phục đây. Người nghiêm túc với cô ta chứ? Không. Tôi giả vờ thôi. Tôi đóng giả như thật cũng như công tử đấy. Lời quái đạo thế này chắc là ở được chứ. Đinh Hương. Mạnh đại ca. Nhiều sách quá. Người cảm thấy nhức đầu sao? Tôi giúp gì được cho ngài? Nghe nói người thích đây này nên ta đến xem qua mà thôi. Bên ngồi. Cho ta ly trà. Đi pha trà đi. Mùi nghe thấy nữ dương yêu cầu thường dược. Cha con chi theo dõi mùi tới đây. Thường dược cũng làm việc như thế sao? Cô ta làm mọi việc mà nữ dương yêu cầu. Họ đang đến. Mùi làm gì ở đó? Trốn qua đây, dưới giường đó. Mùi làm gì thế? Lên giường đi. Ôm mùi, nhanh lên. Không biết ôm sao? Người thấy gì? Họ trên giường và đang ôm nhau. Sao đánh ta? Quỳnh muốn làm gì chứ? Ta có làm gì đâu. Lỡ Quỳnh làm gì như lần trước dưới chăn thì sao? Mùi thấy rồi. Được. Mùi muốn biết chúng ta đã làm gì không? Đau quá. Chỉ thế thôi sao? Ừ. Tôi không thấy gì. Họ đang ở trong chăn. Người muốn thấy gì? Hay cô không muốn tôi thấy gì? Quỳnh nghĩ thế? Nghĩ gì? Quỳnh nghĩ mùi sẽ tìm được người mùi yêu sao? Dĩ nhiên. Ta chắc tình thô lỗ đó sẽ hối tiếc mà thôi. Hối tiếc cả đời đấy. Ta hứa với mùi sẽ tìm cho mùi người đàn ông mùi yêu. Nếu không ta sẽ bị sét đánh. Đừng nói nữa. Mùi làm gì thế? Tối qua họ thấy đầu. Thật sự không biết chuyện vợ chồng. Thưa nữ dương, chuyện gì? Tướng công thần muốn về nhà, muốn về Tuyết Liên Bách Hợp Hải Đường. Người đồng ý, thật không phản đối. Người làm phải lắm. Khi có con, người không cần hắn nữa. Đi sắp xếp đi. Dân, thưa nữ dương. Nữ dương, tôi xin được đi. Cô thực dự, ta đã đi hỏi xung quanh rồi, nhưng không ai biết mẫu đơn ở đâu cả. Cho ta biết đi. Ngươi không nên hỏi. Cô biết. Xin cô cho tôi biết đi. Bỏ gươm xuống. Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi.
Tôi đã hỏi về mẫu đơn. Mọi người rất lo cho mẫu đơn. Họ muốn biết mẫu đơn đang ở đâu. Chúng không dám hỏi vì biết ta sẽ buồn. Nhưng ta cho người biết, mẫu đơn đã tự sát vì một người đàn ông. Người mong đợi đã đến vì ngươi rồi. Đó, hắn ở đây nè. Không phải là đến tìm ngươi đâu, mà vì bạn thân của ngươi. Họ đã thành thân rồi. Thật đáng tiếc nếu ngươi cho ta biết, ta đã chúc phúc cho ngươi. Thì trúc, đàn ông là thế đó, họ yêu bất cứ ai. Ngươi không còn để hắn yêu đâu. Nói rằng ngươi không nhớ hắn nữa đi, và ta sẽ thả ngươi ngay lập tức. Nói đi. Nói đi. Ta bảo nói. Người đáng như thế, vì ta sẽ tài nguyện cho người. Ta sẽ để cho người bị thiêu cháy 7 lần 7 49 ngày, đến lúc thành tro bụi. Hắn đã để lại cái này. Người vẫn không dám. Người vẫn ở đây. Đa tạ. Sao chỉ có đàn ông? Sao có ít phụ nữ thế? Phụ nữ đi đâu hết rồi? Thành đô to lớn quá, chắc thức ăn ở đó còn lắm. Mùi chỉ biết có thức ăn thôi, chỉ nhiên phụ nữ ở nhà. Tại sao họ lại ở nhà chứ? Chăm sóc phu quân và lo cho con cái. Đó là thế giới của đàn ông. Cho ta xem có gì trong tranh nào. Nữ dương là thành đô, thưa nữ dương.
Thành đô sao? Đông đúc quá. Người nhớ đó lắm phải không? Kinh thành cũng hảo, nơi nào cũng vậy, không chỉ ở thành đô có hai loại đàn ông. Một loại sẵn sàng nói dối suốt cuộc đời họ. Loại kia sẵn sàng nói dối chỉ một thời gian mà thôi. Còn loại thứ ba, những kẻ không thèm nói dối. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu không nghĩ đến dối trá, sao người lại luôn nói gì đó chứ? Nếu thế ta dám nói giữa đàn ông và phụ nữ là gì? Tình yêu. Tôi luôn tìm kiếm đó. Tìm gì? Người tôi yêu. Và cũng yêu tôi. Người thật nhàm chán, tôi sẽ tìm được. Người muốn dạy ta loại đàn ông thứ ba sao?牡丹想让我带他去城市看一下，我没能带他走。京城的繁华，我能记得多少，就给他花多少。花完了，我便离开，我不会耽误你。 留下吧，算是花给牡丹的，不烧了，怎给的？牡丹没死，站住！牡丹在哪里？ 翠竹，哎，你们要干什么？你想不想救牡丹？ Các cô làm gì thế? Mình không muốn cúng mẫu đơn sao? Mọi người nghĩ ta có đủ sức mạnh để cúng mẫu đơn không? Đừng lo. Có ta thì đừng sợ. Ấy, cẩn thận đi. Đàn ông trong nhà vẫn chưa ăn đó. Tướng công. Từ khi có đơn tử, người quên cả công tử của mình rồi. Có điện thoại. Nếu như thật sự
为什么要帮他？你喜欢他吗？ 他是为牡丹而来的，可是你还是帮他。喜欢一个人的感觉很清楚，很苦，对不对？他来了，你跟他说吧，爱是自私的，你不能让。 我那扇子是不是忘在你房间了？你回来就是为了找扇子的？你是为谁回来？我。 牡丹是因为我变成现在这个样子，我闯的祸，我不能一走了之。我很羡慕他。 Nghe nữ dương đó hát khi bị tấm đá đè lên người, nó được bảo vệ bởi phép thuật của nữ dương và ấy có thể vượt qua an toàn. Nhưng nếu ta muốn vượt qua, ta phải giết con rùa. Giết một con rùa bị xích không phải quá dễ sao? Đừng chần chừ chứ. Ta không thể cầm cự lâu hơn được, cứ cầm giúp đi. Sao huynh lại làm thế? Để cứu ai đó không phải là lý do để giết chóc đâu. Ta không thể. Mà ra ta tin con rùa là linh vật. Vậy sao ta cứu mẫu đơn được? Công tử hãy nhìn kìa.
Lại đi. Để tôi xuống. Không, quá nguy hiểm rồi. Ta được bảo vệ bởi dân bị ma thuật của nơi đây. Bọn quá giờ không được ta được đâu. Ta sẽ tìm cách đưa mẫu đơn lên. Đừng tin lời của ta. Xin hãy cẩn thận. Đừng nhiều lời. Con quái vật sắp tỉnh rồi. Mở cửa ra. Sao con xuống đó được? Đừng để bọn yêu quái chui lên. Hắn đến để đưa cô quay về. Tại sao cô cứu ta? Ta cũng không biết. Đi thôi. Thank you.
真的来了。我待会来，某的。没事吧？没搞烧去。喂，喂，这样烧了怎么办？可就提烧。姑姑那么，姑大老疼，可姑来救他，白谁来姑姑他？我盖上了啊。也都谁来 đáp lại？哇，这就回来了。大姐终于。牡丹姑娘，你真厉害。Mẫu đơn thật lợi hại. Mẫu đơn cô nương trông này thật đẹp quá. Công tử, ngài thật có mắt nhìn. Ta không có ý đó. Ta nên đi ngay. Đi. Sư phán gia. Diên Trần Giang. Mẹ Đỡ Dương sẽ không tha cho chúng ta đâu. Thường Dương sẽ không phản bội ta. Đưa tôi đi cùng đi. Tại sao? Các nàng có thể tự làm mọi việc. Ở đây ta vô dụng quá.我真是有眼不识泰山。他来人家他干娘子，让你们笑话了。也别大谈找哥，你不能丢下我。đừng bỏ bọn muội lại mà. Sao? Còn chúng ta cần cha. 要走一起走。Nếu muốn đi, bọn muội sẽ đi. Chúng ta cùng đi nào. Đừng lo. Các người muốn đi đâu? Tại sao người đã dối? Mẫu đơn đã tự sát. Để thử người. Người dám liều mạng để cứu cô ta. Ta cảm động vì sự chân thành của người. Nên ta cho người tọa nguyện. Thực dự thì thế nào?我不会追究此事。Ta sẽ quên tất cả. Ta không đối xử tốt với người sao? Nói đi. Cô bà nam nhân. Hắn tập trung. Cô bà mổ cho lại phong xâm lệ biển. Ngày này giấc của ta hổ hoi xâm hổ bên nhau rồi. Cảm này gắt ta tụi tìm mắt. Cô nhận được gì chứ? Nên cảm ơn rồi sẽ đáp sao?连你都系咁，用你个打杀意睇到，连你都中咗男人嘅，挨得头毒心脾气，你哋全部都严重瘟疫，而且无药可救。继承人我可以再揾，但系咧，人对佢对计噶。我嗰日讲过，但对对七七四十九日本牡丹飞机宴变，而你佢只有七日，嗰百日咪推，你唔反悔就唔后悔，你个嘢咁识下佢，女妖。Lê bê cơ rồi sao? Hãy để họ đi đi. Có đường không? Ngay cả nó cũng không nghe theo ta. Nghĩ cảm xét cô. Ngài đã yêu quý cô ta. Phong qua cô. Ngài không thể tha thứ sao? Để tôi làm tim mất về. Ngươi đang nghĩ gì? Mỗi gì mà nghĩ qua bắt được ta sao? Châu Bằng này. Ngươi. Tôi sẵn thằng tôi xin lỗi. Ngươi muốn thành với một tiên nữ.你死咗条心吧，求个机会得到。佢都系个凡人，个ấy yêu người phàm trần。你唔希望凡人，không phải kẻ muốn họ có con với con người sao？咁都绝对唔可以爱，nhưng chúng không bao giờ được yêu。
爱上咗就唔舍得杀，等于爱上咗就会天下大乱。大乱人一旦有咗爱情，你对咗要，就乜嘢都冇。何须对话外头？一成家，女人仲有位置咧？所以苏哈一出世，男人就要死，呢个规矩系唔可以讲。但我快chết，không ngoại lệ。嗰几个男人系非死不可。嗰几个男人系非死不可。快chết！你睇，幅画系佢为你画嘅。本来有乜有树，个女，有山，有水，仲有好多人啊！出吊句，佢话呢啲系陈世间嘅人同事。条瓜头噶。我都好辛苦噶，quần ấy đã già rất vất vả rồi. Cậu ấy 一直都话要送 quần ấy đó là dành cho muội. Nhi phúc quả cho đi cái siêu chủ. Nó sẽ bị cháy hết rồi. Sau đó, quần ấy còn giả giờ thành thân với ta để gặp muội nữa. Chỉ giả giờ thôi, đừng lo nhé. Trần Sai Ca ở Trần Giang, làm có phải đàn ông luôn yêu nhiều phụ nữ không? Chân hay quên ngồi hầu to lời anh cả. Đích thực là cái nam nhân. Đúng là có người như thế. Nhưng mà còn có nam nhân. Như có người chỉ yêu một phụ nữ suốt đời. Nên ngồi bên cô. Quên yêu ai? Chẳng hề lý là, cô thì công chí à. Không cần nghi ngờ nữa, dĩ nhiên là cô rồi. Tôi cảm xin phá này. Ta đã trở lại. Tôi cảm xin phá này với này. Ta đã trở lại. Hãy mà ngọt. Vì ta khiến mùi gặp rắc rối. Ngọt hỏi cho này. Muốn trung ý chỗ ngõ qua quân công yêu cô ấy sao? Cũng là tôi đã ngồi biên cò chị quân yêu ai? Tôi biết đâu mùi biết không sẽ có chuyện này là không cần phải nói đâu. Tâm chứ như lấy làm sao? Thứ lỗi ta đã làm mùi buồn. Mùi rất buồn. Bất quá, nhưng cảm ơn Quỳnh đã cho mùi tình yêu là gì. Đền thờ. Cấm lạnh ta xin chút đâu lấy vào chút mê à. Nếu sẽ làm gì? Ngồi để thành mùi cho cô cua không có thể đối dối được dư. Cô em muốn chơi thằng đói sẽ tha thứ cho chúng ta mà. Nhi thức gì? Tìm biết mùi không nói dối mà. Ông sẽ không tài hòa. Phong xâm. Đừng lo. Cô ấy sẽ quay lại. Không thể tin nữ dương. Cô ấy đang nghĩ gì? Tôi biết rõ.
Chúng ta giống nhau. Đều không phải dòng dõi hoàng tộc. Chỉ có mùi ấy là hiểu thôi. Mùi ấy biết ta là người xấu. Ta là ác nhân, sao ta lại lên thiên đàng được nhỉ? Đây là chỉ có ở đây thôi. Và nữ dương. Hãy tin ta đi. Mô Đăng đã gặp gì? Để không thấy sao? Không phải đảo sao? Nhưng Mô Đăng sẽ quay trở lại. Đệ nghị nữ dương sẽ tha cho họ sao? Bà ta làm mọi thứ để giữ thế gì? Quỳ đi đâu? Lại biên à? Ngồi đầu sàng. Ngồi bên kia lấy lòng. Đã phải trái nữ dương. Làm gì có phải trái chứ? Quỳnh không thể đi được đâu. Hằng yếu lần, quỳnh không thể đi được. Ta gặp rắc rối, ta không thể đi được. Ta phải hành động như người đàn ông chứ. Ê, sao không? Ta phải làm sao đây? Muốn ngắt cho chơi dọa. Thần đã nói dối thực dường. Chơi mốt và hoàng bế ngọt. Hơi kiến suy hào niệm. Muốn ngắt cười hoàng. Thần bảo sau đó sẽ quay trả lại. Chỉ là kiến cười yên miệng rồi phát này. Mô hào phụ là. Giờ thần rất hối hận. Không có gì thường ở cao quần. Thần có thể quay lại để thấy chỗ cho cô ấy không? Hai người ai nói dối? Mùa ấy không bao giờ nói dối cả. Là ý của thần. Mùa ấy không liên quan gì cả. Cả hai đều nói dối ta cả. Vì bảo chế cho cháu, hai người chỉ chung hình phạt sao? Người đã xin thay cho họ. Ta có hứa thế sao? Giờ ta hứa cho người một cơ hội nữa. Người chọn ai để sống, ai chết? Để họ đi. Mọi chuyện cho tôi gây ra. Giết tôi đi. Đây là nơi của ta. Hãy nói đi, ai sống, ai chết? Cả hai đều không chết. Xin hãy tha cho họ. Đi hết đi. Muốn tạo phản sao? Yeah!
là cái đại xấu hổ không? Tướng công, tướng công là đại anh hùng. Tướng công à, tướng công, tướng công. Nhanh lên. Ngươi tìm mồ lắm người tội phụ. Họ không tạo phản bà. Tai khờ làm ơn đừng giết nữa. Nó không mụ. Đứa thần của ta đi đường trong tay ngươi. Thành dụng cả. Tại sao các người lại trái lệnh ta? Điểm cả dù sao các người để chú biết tình yêu là gì? Chúng chết vì người đó. Tôi không giết họ. Sinh sát chi quyền ở lấy sau sang. Bà có thể thay đổi kết cục, nhưng bà lại chọn quyết định tồi tệ chứ. Lựa chọn tốt nhất của người là muốn mọi người chết. Bên cạnh ngang bên cạnh chỗ. Bà biết rõ ai đúng ai sai. Nên xâm nhập mình xin chỗ mẹ. Thank you.
Nữ Dương. Cuối cùng bà cũng đã tài được họ. Sao bà không vui? Tại vì cả một nơi không có đồng bù cho vui. Ta sai rồi sao? Ta lại lấy phai lõm á. Nhưng bà vui không? Khởi thì phai lõm á. Ta không muốn chúng chịu đau khổ như ta. Bà tiêu diệt họ. Bà dành cả đời đấu tranh vì ai? Hãy bày cho biên cô. Kinh lâu dục hãy như tòa lâu đài. Cầm biết phải gì đi. Thế thì bà sẽ nói cho ai chứ? Lấy phá này hãy trao siêu ngộ cơ mà. Người muốn cười ta sao? Nên không phải người nói sẽ tìm có được khai sáng sao? Ở xong rồi biên chung nhau. Sao tôi có thể khai sáng? Đi dẫn có bà trong tâm trí. Bà đã luôn quan sát bà. Hay bà chỉ không nhận ra thôi. Bà đã sai. Mũ thông khí ngôi. Đó sẽ không là tình yêu đích thực. Hay lại ngồi. Không làm thì mọi gì không thông. Nếu đó không đau. Hãy đi khỏi đây cùng ta. Hãy chờ đã. Mọi người, bay. Mọi người. Tướng công mà. Sang công. Người không sao chứ? Người không sao. Không sao. Người không sao chứ? Không sao mà. Người không sao chứ? Người không sao chứ? Công tử. Công tử. Tôi tưởng người đã chết rồi. Đã sống lại rồi. Không sao đâu. Không hả? Công tử không sao chứ? Trời ơi, Nữ Dương. Ngọc kịch quay lại hãy sinh. Các con hãy đứng dậy. Trời ơi, Nữ Dương. Thank you.
Nhi đồ 以后就交给你。Ta sẽ để lại mọi thứ cho con. Nhi có dũng khí phản đối. Vì con có dũng khí chống lại ta. Tại sao con sẽ có dũng khí để tiếp quản đó? Cháu lộn. Đến lúc đi rồi. Hôm nay có đẹp không? Hôm nay có đẹp không? Đẹp ạ. Mẫu đơn thì hoài lê. Mẫu đơn, cứ nghĩ sao? Vàng đẹp. Cô có cảm nhận hôm nay nữ dương trông đẹp chưa? Tôi tin tưởng bạn nói cái gì. Ngươi luôn là người đáng tin. Sao giờ chơi đang gần này? Thường dự đang chờ Win. Hơi lo. Đi đi. Thực dự Chơi à? Nếu chủ cái sự đã có những thứ sự kiếm rồi. Chúng có mấy sự lệnh mấy yêu lầu tay. Chơi được chứ? Thực dự, ngồi đây sẽ phân hai chỗ hệ cả. Thực dự, hả? Cô mà chơi ngồi này không thực sự yêu mùi. Tại lý ngồi sẵn cho cô mà. Nhưng mùi yêu hắn. Hay mày à? Phải không? Suy chúc lý đi ngồi sẵn yêu hắn, có phải không? Hay mày à? Chứ công chỉ lộ xin chỗ cả. Tôi biết điều đó bà. Hồ phong lầu. Người thật đa tình. Chứ công chỉ có sẵn lầu ở đây. Nếu công tử muốn ở lại, gặp thân thân với Thủy Trúc. Rồi hoặc cùng Mão Đan nhất sẵn hưởng trời nhân chi phục. Ngô mô ý kiến. Ta đều tán thành cả. Ta chẳng lì. Nhưng hãy để ta yên đi. Mẫu cho ngô lai mài lọ hư lý lý ba nhận đồ. Ngô mù chỉ gây cầm thiên sân. Ta không khờ khảo như ngươi nghĩ đâu. Nè không phải đam xâm. Đừng lo. Trong kim ý hậu. Ta không cả trở tình yêu. Nè làm lưu chi gái là chình chình ngoài ngoài. Ngô đồng mùi con xịp. Ngô chúc phúc lệ đề. Ta chúc phúc cho các ngươi. Ba chỉ thiên xuyên. Lấy chuyện là cô lần phải chuyên trọng. Hãy tôi ở lại. Sửu sân, nếu có trọng lầu ở đây. Đế cơ hệ cơ hòa sợi. Tôi sẽ gây chuyện rắc rối nữa. Tôi về là vì cầu. Tôi trở lại đi. Mã Đan không hội. Cô ấy đã không có gì nữa. Cô ấy đã an toàn rồi. Tôi nên đi rồi. Tôi phải đi rồi. Tôi phải vượt kinh cản khảo. Tôi phải thi ở thành đô. À, cáo từ. Xin cáo từ. Đại anh hùng. Cáo từ. Cáo từ. Cáo từ. Cáo từ. 承受伤痕，只要你相信我的真，爱就能战胜命运的残忍。鞠公子，公子。陈兄，多谢你，大大。呢段时间，而埋耶稣生嗰辈，做你做得咁好。老丹，保定，对唔住。听老，但求你哋回到晋江店。我都系冇办法，带你去尘世睇下。公子，公子，对，我唔想跟你翻去啊！对，佢冇归爷，保定地，系就收咗鬼啲。多谢公子。
đa tạ công tử. Hãy bảo trọng. Ta có thể cảm nhận tình yêu. Tôi cảm nhận được. Ta ngon cũng không đủ can đảm để đón nhận đó. Một mối yêu cảm chỉ xin yêu lại hoài mối hy sinh nhất sĩ. Để chắc hơi hãy yêu cầu những bạn sẽ làm đó. Ta thật vô dụng. Mà thì không sống mỗi người. Ta còn thể bên nhau kiếp này. Chắc là ta hãy sợ. Ta sẽ chờ Quynh ở kiếp sau. Và ta biết luôn chờ đợi Quynh. Giáo sổ người lấy đi rồi. Ta biết. Ta biết mà. Ta biết mà. Mà đi đi rồi. Ta biết ta còn thể nói những lời đó với cô đấy. Mỗi ngày cứ bị giận con. Công tử à, xem đi gia cải. Công tử, mời dùng bữa. Ồ. Công tử. Công tử. Công chúa, ngươi làm sao mà? Công chúa, là mình tôi làm được không tốt à? Có gì vấn đề à? Chuyện gì thế? Đại sư. Đại sư. Điểm cái một sự có nhiều chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt mà. Có nhiều cái bi phun này học. Hoàn lưu sinh sinh mà. Mọi hình ảnh xuất phát từ đầu ta. Sao người biết trong đầu mình có gì? Đa 谢 đại sư. Đa tạ đại sư. Công tử à. Công tử đừng khóc nữa. Bạn cũng là mổ hà, ăn đi gia cải à. À, cái đó là tôi. Của tôi. Bạn phóng đi à, bạn cái này là không à. Hầu hạ. Hãy ăn đi. Ăn đi. Công tử à, bạn tối nay phải có mẹ. Công tử, để tôi xếp cho. Không sao đâu. Đi thôi. Chờ đã. Ta nên gửi lại cho cậu. Đâu là này kìa. Kiếm của huynh đi. Bị phá này. Nói chuyện. Cầm lấy đi. Đa sĩ. Đa tạ. Đi bên à? Đi đâu thế? Thành Nữ.
我睇你呢个人都几有意思。được, 你去bảo vệ cho cậu. 我嚟保护你。所有人已经到齐啦，大家今天都好啦，着靓，多谢爸。你哋今天开唔开心？开心。